Chạy chó bé dưới đất Công Phi xin chào thầy mọi người. Thì ba chú chó 2 tháng 10 ngày tuổi trong video ngày hôm nay mà chạy chó bé dưới đất Công Phi muốn giới thiệu đến mọi người đó là hậu duệ của Jojo và là cháu nội của Thilo nhé mọi người. Anh chị cô chú nào mình đang có cái nhu cầu cũng như là mình có cái sở thích là nuôi chó bé dưới đất lông ngắn, lông đờ mi và tương đối ngắn thì mọi người có thể là xem và tham khảo ba bé này nhé. Đó, trong ba bé này thì được 2 đực và 1 cái. Đực cái có đủ để cho mọi người lựa chọn. Tình trạng sức khỏe của ba bé này hiện tại rất là ok, ăn uống rất là tốt rồi. Đã được trại tiến hành làm cho 2 mũi vaccine, 1 mũi 5 bệnh và 1 mũi 7 bệnh, đồng thời cũng đã kết hợp sổ duyên định kỳ. Đó, đảm bảo sức khỏe cho bà con chăn nuôi. Cái thể trạng trung bình của ba bé này thì nó tầm từ 7 cho đến 8 kg một bé nha mọi người. Và ba bé này thì trại không có đăng ký giấy và cái giá đề xuất cho ba bé này thì nó nằm tầm khoảng từ 6 cho đến 7 triệu một bé nha mọi người. Mọi người có thể xem và tham khảo video. Và nếu như mọi người cảm thấy mà ok thì mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại chính của trại, đó là 0901392739. Mọi người gặp và trao đổi trực tiếp với Công Phi. Công Phi sẽ cung cấp những cái thông tin chi tiết hơn về các bé cho mọi người. Đó, thì bây giờ mọi người có thể là xem tổng quát về ba bé này trước, và tí nữa đây thì em sẽ phân ra và quay cụ thể chi tiết cho mọi người xem từng bé một. Và đây là bé đầu tiên, thì em sẽ quay bé cái duy nhất trong bầy ba bé này nhé mọi người. Đây là bé cái duy nhất trong đàn đây. Đó, các bé nó rất là khỏe mạnh, nó lanh lẹ. Mọi người thả ra nhìn nó đùa giỡn, nó chơi cả ngày cũng được. Có thời gian chăm sóc nó rất là thích. Này nó rất là bám chủ. Đó thì anh chị cô chú nào mình cũng đang có cái nhu cầu mình muốn nuôi chó to thì sắp tới đây thì em sẽ tiến hành quay một số chú chó lớn trưởng thành cho mọi người coi. Mọi người đang có cái nhu cầu thì mọi người nhớ theo dõi video để xem như thế nào nhé. Đó, và mọi người để ý cái biểu tượng chuông góc phải màn hình ấy, thì mọi người khi mọi người ấn vào đó thì khi mà trại đăng những cái video mới lên thì mọi người có thể là xem được, nó sẽ thông báo về máy cho mọi người. Và cái số điện thoại chính của trại đó là 0901392739 nha mọi người. Đó là số của chủ trại là Công Phi. Mọi người có thể là liên hệ qua số đấy, hoặc là mọi người cũng có thể là mình kết bạn qua Zalo và Facebook. Thì cái đường link bên dưới em có để là bên dưới phần mô tả ấy. Mình kết bạn bằng cái số điện thoại này luôn. Thì khi đó thì mình kết bạn vô thì mình cũng có thể là mình tham khảo, mình trao đổi với nhau qua những cái thước hình video và hình ảnh nó chi tiết và cụ thể hơn nữa. Đó, và tiếp theo thì em sẽ tiến hành em quay đực cho mọi người xem nhé. Và đây là vé đực đầu tiên nhé mọi người. Lông đờ mi tương đối ngắn, màu mảng form dáng nó rất là đẹp. Còn đây nó giỡn cả ngày. Bập lưỡi. Và tiếp theo đây là bé đực số 2 nha mọi người. Đó, và xong bé đực này thì em sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Và cũng rất là hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho trại trong thời gian sắp tới. Đó, và nếu như mọi người quý mến trại thì mọi người có thể là dành tặng cho trại một cái nút đăng ký kênh, đồng thời là mình like, share video, mình chia sẻ video để có thể là tiếp cận đến những cái người bạn của mình, những người có cùng cái sở thích đam mê là nuôi chó và đặc biệt là cái dòng chó bạch Dĩ Đức này nhé. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều.